Chào mừng các em đến với 360độ.vn, website học tập dành cho bậc mầm non và tiểu học. Video này sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1. Chúng ta thực hiện một số bài toán sau đây. Bài thứ nhất, 45 trừ 23 bằng bao nhiêu? Ta viết bài toán dưới dạng cột 45 trừ 23. Chúng ta thực hiện phép tính trừ từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. 5 trừ 3 bằng bao nhiêu? Bằng 2. Sau đó chúng ta thực hiện phép tính trừ hàng chục. 4 trừ đi 2 bằng mấy? Bằng 2. Như vậy là 45 trừ 23, ta được 22. Và ta ghi vào đáp số bài toán là 45 trừ 23 bằng 22. Ok, tôi đã hiểu rồi. Ta qua bài toán tiếp theo, 76 trừ 15 bằng. Ta viết bài toán dưới dạng cột 76 trừ 15. Và ta cũng thực hiện từ hàng đơn vị, 6 trừ 5 bằng mấy? Bằng 1. Sau đó chúng ta trừ hàng chục. 7 trừ đi 1 bằng bao nhiêu? Bằng 6. Như vậy là 76 trừ 15 bằng 61. Tôi đã hiểu. Tôi hiểu rồi. Ta qua bài toán tiếp theo, 85 trừ 32 bằng bao nhiêu? Ta viết bài toán dưới dạng cột 85 trừ 32. Và đầu tiên cũng thực hiện từ hàng đơn vị, 5 trừ 2 bằng bao nhiêu? Bằng 3. Sau đó tập trừ hàng chục, 8 trừ đi 3 bằng mấy? Bằng 5. Như vậy là 85 trừ 32 bằng 53. Rất tuyệt vời. Tôi đã hiểu. Ta chuyển sang bài toán tiếp theo, 97 trừ 45. Ta cũng viết bài toán dưới dạng cột 97 trừ 45. Và đầu tiên thực hiện phép tính trừ từ hàng đơn vị, 7 trừ đi 5 bằng mấy? Bằng 2. Sau đó trừ hàng chục, 9 trừ đi 4 bằng bao nhiêu? Bằng 5. Như vậy là 97 trừ 45, ta được 52. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các em đã theo dõi video.